Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái video, đó chính là bung rương chế đồ để ấp lực chiến cho một nhân vật tại server S666. Rồi bây giờ nhân vật này hiện tại mình thấy là tích rương khá là nhiều luôn anh em ơi. Mình thấy là những cái rương ví dụ như rương tâm ma nè ha, 100 mấy cái rồi. Rương này là rương võ thần điện mà 200 mấy, gần 300 cái anh em ạ. Hai cái này cộng là hay thấy cũng gần 500 cái rương rồi, quá dữ dằn. Đây là rương ban hội, trời quá trời rương anh em ơi. Mình sẽ mở rương chế đồ nha. Và rất cảm ơn anh em đã chờ mình. Tại vì hôm qua mình khá là bận, hôm qua anh em mới mở cấp mà mình khá là bận, anh em vẫn chờ mình được để ngày hôm nay mình thực hiện cái video này để chia sẻ đến cho anh em cùng xem giải trí anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành bung rương nha. Hiện tại này thì tích không quá nhiều cống hiến nhưng mình nghĩ bung rương xong sẽ có nhiều anh em ạ. Cống hiến chúng ta được 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 là cũng ok rồi. Tiếp tục để mình coi nguyên khí. Nguyên khí là 1.800.000, 1.800.000 nguyên khí nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào bung rương để kiếm thêm cái cống hiến cũng như là nguyên khí. Mở rương thì mình sẽ mở những cái rương không phát sinh đồ trước, thì mình sẽ ưu tiên vào những cái rương trận pháp thí luyện để là coi đây có hay không. Đây rương môn khách đây nè anh em ạ. Mấy cái này nó sẽ không phát sinh ô. Chúng ta sẽ rương di tích hoàng kim. Di tích trụ quá trời anh em ơi. Rương hoàng kim huyết chiến bắc phương. Như vậy trong này không có rương trận pháp thí luyện rồi. Wow. Đây là rương nhiệm vụ chiến long hôm nay nè. Như vậy chắc là mình sẽ mở từ dưới này. Mấy cái rương khoáng mạch này chắc là ra một đống đồ anh em ạ. Rương môn khách du ngoạn. Mình sẽ mở cái rương hoàng kim ảo cảnh này trước. Tâm ma. Này thì sẽ ra tâm ma châu cống hiến. Rồi mảnh nhẫn tông sư hiếm. Mảnh nhẫn tông sư kế thừa. Rồi mảnh xích ngự thiên yên nữa. 100 mấy cái rương này mở ra chắc cũng khá là nhiều đồ cho anh em. Mình nghĩ rương này mở chắc cũng sẽ lẹ thôi anh em ơi, không tốn quá nhiều thời gian. Quan trọng mình sẽ đập đồ. Hạt này thì chúng ta sẽ kiếm vũ khí hiếm, chân nguyên hiếm. Rồi rương đầu tiên, hãy coi rương này là rương gì đây. Đây là rương chọn mảnh xung huyệt. Tiếp tục đây là cái rương võ thần điện bạch ngân. Rương này thì cũng cho anh em cống hiến. Rồi mảnh dây chuyền thôi. Dây chuyền thì có dây chuyền hiếm, dây chuyền kế thừa. Anh em cứ gửi mấy ạc mà tích rương vậy đi. Mình sẵn sàng mua những con chuột mới liên tục để click rương cho anh em. Thật ra cái này anh em cài chức năng tự click thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà thôi mình click như thế này cho anh em xem có cảm giác ha. Một cống hiến sao bèo ta, cống hiến gì đâu có 200-300. Đá hoa cương, đá tử vân. Wow, mình thấy cái rương ban hội 1.288 cái. Một tháng anh em tích được nhiêu cái ta? Một ngày 5 cái, 10 ngày là 50 cái. Một tháng là 150 cái anh em. 3 tháng là 400 mấy thôi. Trời ơi, gấp 3 lần, nghe là tới tầm cả năm hả ta? Ghê vậy. Đây là rương võ thần điện hoàng kim. Trời, bắt đầu mở chắc nó cũng sẽ ra một rừng một đống luôn anh em ạ. Hạt này thì đã cấp tông sư rồi nha anh em ơi. Tông sư thì chúng ta bắt đầu có cái tăng sao, có khảm đá ngũ hành. Đào hoa tông sư. Chơi quần chiến là hơi ngon anh em ạ. Rồi, cố gắng mở rương nha, tranh thủ mở rương thôi bà con cô bác ơi. Đã vũ hoa. Cống hiến 200-300 quá trời, không cho 500.000 ta. Đây là rương hoàng kim mà sao đồ cống hiến cho bèo quá anh em ạ. Ủa mảnh kìa. Mình thấy mấy rương tuyệt học quá trời, lên cấp này thì anh em mở tuyệt học ra rất là thơm nha anh em. Đặc biệt là chúng ta in những cái đá in trang và đá in quyển. Anh em lên tông sư chúng ta in ra cái mảnh cái trang hiếm rồi. Màu cam. Ôi, chìa khóa hoàng kim 2.628 cái. Ui, đã anh em ơi. Mình sẽ mở mấy rương dưới này trước nha. Còn rương hoàng kim, rương ban hội mình mở sau anh em ạ. Rương này là rương khoáng mạch nè, khoáng mạch cốc nè. Mấy này anh em sẽ có mảnh nhẫn cống hiến. Để
Để nhai chết sơ sơ lại kênh bang chúng ta cùng xem nha. Mảnh nhẫn. Ồ, nhẫn quá trời mảnh luôn anh em ạ. Này mở ra cho anh em bán kiếm mớ vàng cũng được. Rương khoáng mạch bạch ngân. Cũng là công hiến với mảnh nhẫn. Đây là rương chiến trường, cũng là cống hiến mảnh nhẫn. Có cả mảnh bằng đạp, tống kim chiêu thư nữa. Đây cũng là rương chiến trường. Đây là rương, cũng là rương chiến trường tống kim luôn anh em ạ. Tính ra anh em tích không có nhiều loại rương, nhưng mà cái số lượng rương anh em tích thì khá là nhiều. Đây là rương gì đây? Rương chọn môn khách. Đây là rương hoàng kim chiến bắc phương. Một trăm mấy chục cái rương anh em ơi. Trời ơi, mở nó đã luôn bà con cô bác ạ. Xích ngự thiên đăng. Wow, lượng cống hiến gom về cùng mình thấy là cũng khá nhiều rồi đó anh em. Chúng ta coi. Đăng 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 quá trời đăng. Rương di tích hoàng kim, rương thông thiên tháp, mình sẽ mở rương thông thiên tháp cả nhà. Phải chi mà lên đây cái rương mở được ca cống hiến, 2k cống hiến, đồ 3k cống hiến đỡ gì đâu mà có mấy trăm thiệt đi hoạt động, gọi là quýnh cái hoạt động nản luôn á anh em. Mà nó cho cống hiến quá bèo, món đồ thì đập quá trời quả đất cống hiến. Cho thưởng thơm xíu đi, trời bà con cô bác người ta đỡ khổ. Đó 2.000 cống hiến, 1.000 cống hiến cho nhiều vô. Rồi, mình sẽ tiếp tục đến đây là di tích hoàng kim, đây là di tích bạch ngân. Ủa, anh em thích rương di tích thấy ghê ta. Để mình coi tuyệt học của anh em cái đã. À, ở đây anh em vẫn chưa lên tuyệt học hiếm ha. Vẫn chúng ta vẫn còn những cái tuyệt học kế thừa và trắc việt rất là nhiều đây anh em ạ. À, không biết anh em này có dùng ngân sức để mình in hay không. Cái này thì để cho anh em làm nha anh em ơi. Mình mở cái mấy cái này ra trước, chắc chắn nó sẽ ra đá anh trang rất là nhiều anh em ạ. Anh em lên cấp này thì mở tuyệt học nó sẽ ra đồ rất là thơm. Anh em chơi đến cầm tầm cấp 180 hoặc là cấp 190 là anh em bắt đầu tích lại những cái rương di tích á, di tích tầm bảo anh em. Anh em tích lại với cái rương này. Di tích tầm bảo là 1, ngoại vực nghi trận là 2. Không, mình nghĩ là ngoại vực nghi trận không cần tích đâu. Anh em tích lại rương di tích tầm bảo và cái rương mưu đọt hoa thạch cương á. Anh em tích lại mấy cái rương đó để lên tới cấp tông sư anh em mở nha. Thì nó sẽ lợi hơn cho anh em rất là nhiều luôn. Từ một cái nhân vật mà tuyệt học cùi bắp, anh em lên từ 18x, anh em tích lên đến tông sư. Anh em mở rương di tích tầm bảo ra, tuyệt học của anh em bảo đảm nằm trong top luôn anh em ạ. Này mình nói thiệt, nhưng mà chắc chắn anh em cũng phải bỏ ra khoảng 1k, 2k ngân sức để chúng ta in trang nha anh em. Wow, mình thấy có tới 198 ô rồi. Kiểu này mở rương hoàng kim với rương ban hội chắc chắn sẽ full rương rồi. Từ từ mình sẽ tranh thủ mình dọn rương trước cái đã.
Wow, nãy giờ chúng ta đã tốn khoảng 10 phút để mở rương rồi đó anh em ạ. Ồ, mình thấy 2.000 mấy cái rương hoàng kim là thấy phê. Cái rương hoàng kim chắc số lượng đó mình sẽ, tại anh em mấy cái bài bây giờ nó phát sinh ra mấy cái rương này, anh em mở sẽ ra một rừng rương nữa. Bao tay 53 bán. Ây cha cha, bây giờ mình sẽ tính cái đường nào để cho không phát sinh đồ đây. Mấy cái này tặng được không ta? Đây tặng được đây, chống ô nào hay ô đó anh em ạ. À, bây giờ mình sẽ mở mấy cái rừng kia, nó sẽ ra mảnh tuyệt học một rừng cho anh em coi. Trời, đồ nó nhảy lên quá trời quá đất. Hàng thế chung này hết lên được rồi, tiếp tục đây là con, ui không có, tặng bớt mấy cái này nha anh em ơi, để cho chống rừng anh em ạ. À, mỗi lần bung rương thì mình ngại nhất vấn đề đó là bị full rương anh em ạ. Muốn làm một cái clip ngắn gọn, súc tích, không quá dài dòng cho anh em á, nhưng mà nó bị cái vấn đề full rương này nó cũng rất là vất vả. Như coi con đồng hành nào chưa đủ cấp bậc không, mình cộng thêm cho nó vô. Đây có con này đã thức tỉnh lần hai rồi. Rồi, chống được 10 ô nha. Bây giờ mình sẽ xả mấy cái rương này nè anh em ạ. Đây 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 đây, rương trang tuyệt học cao cấp. Nó sẽ ra một đống trang cho anh em coi. Đây, đá in trang bắt đầu xuất hiện rồi. Wow, 12 đá in trang, anh em thấy in được 12 cái trang hiếm rồi đó anh em. Đây là rương quyển thường thôi ha, quyển thường. Đây là rương trang tuyệt học thường. Trang thường này nó lại tỷ lệ cho đá anh trang hơi thấp. Ủa, anh em tính ra anh em hơi hơi xui không có đá anh quyển nha. Thường thường thì đá anh quyển nó sẽ hiếm hơn một chút xíu anh em ạ. À, nhưng mà sao mình chỉ được có 12 đá anh trang thì mình hơi thắc mắc xíu anh em. Thường thường mở đá anh trang sẽ ra khá là nhiều. Rồi để mình coi mấy cái trang nè, anh em thấy là mở nó sẽ ra 40 mấy trang, cái này thì chắc là mình sẽ bán luôn. Kế thừa chắc mình cũng sẽ bán luôn nha anh em. Bán luôn đi. Cái này giám định nè. Kế thừa này bán luôn. Rồi giám định mấy cái hồng. Ok ha, tí nữa mình sẽ vào làm tuyệt học. Cái này á, anh em mua cái giấy in trang mà loại bằng ngân sức nha anh em. Ở cấp tông sư anh em in là chúng ta sẽ ra được cái mảnh tuyệt học cam rồi. Tí nữa mình sẽ in thử cho anh em xem. Rồi coi như là mình đã mở rương gần xong rồi. Bây giờ mình sẽ còn mấy cái loại rương này, đó là rương hoàng kim với rương ban hội. Bây giờ có lẽ mình sẽ set phím để mở rương ban hội thôi anh em ạ. Chứ không thể nào mở bằng tay hết những cái này được. Rồi ok. Mở thôi anh em ơi. Rương ban hội thì nó sẽ phát sinh đồ rất là nhiều. Anh em có gì có những cái như là đá hồn level 1, đá hồn level 2, đá hồn level 3. Rồi chúng ta có bạc, có thủy tinh, có tư chất đơn, tẩy tủy đơn, đá đột phá. Gì nữa thôi anh em, hình như có nhiêu đó à. Đúng rồi, chỉ là phát sinh cái đá hồn level 1, level 2 anh em ạ. Mấy cái đó thì khá là nhiều. Mình thấy là 197 ô rồi, khả năng là sẽ full rương. Anh em xài giả lập mình gắn phím này mình ấn cho nó dễ nha anh em. Thứ nhất nó nhanh, thứ hai không đỡ hư chuột. Còn cái nào 1 2 rương thì mình kích chuột. Rồi full rương rồi anh em ơi, cái này không biết là cái mấy cái quyển thu thập Lăng Tuyệt Phong anh em có không?
hoàng đế lệnh, cái này là đá hồn. Chúng ta không có những quyển thu thập lăng tuyệt phong rồi. Thì anh em chú mặt có nói mình là bán những cái viên đá trắng level 1 này, 2 bán hết, bán cống hiến. Level 3 thì anh em có thể đẩy lên shop bán kiếm vàng cũng được, viên 75 vàng để anh em mua rượu uống mỗi ngày. Chứ đá level 3 sau này có giá lắm nha anh em, trời hiếm cực kỳ. Được 2 triệu cống hiến rồi đó anh em ơi, mình sẽ tiếp tục mình mở đây. Hạt này bung rương thì hơi lâu chút xíu, nhưng mình nghĩ quá trình đập đồ sẽ lẹ thôi, tại vì cái số lượng cống hiến tích không quá nhiều. Đập đồ thì mình sẽ chỉ kiếm một dòng cam anh em ạ. Chân Nguyên thì chơi khô máu. Trầm 98 ô rồi. Ồ, tính ra anh em mà tích được rương băng hội tới thời điểm này 1288 cái là mình thấy hơi bị ghê anh em ạ. Kể cả đến thời điểm này mà anh em tích được 2000 mấy cái rương hoàng kim là cũng hơi bị phê luôn đó. Nhiều quá nhiều, có lẽ là chủ mặt chúng ta đã chờ để bung. Bây giờ mình sẽ dọn rương tiếp tục nha anh em. Tiếp tục mở thôi anh em ạ, à. Vẫn còn 600 mấy cái, tính ra nãy giờ mình mở mới được có phân nửa thôi. Trời, mới đây mở lên tới 195 ô, quá lẹ anh em ơi. Tám rồi, đã full rương, tiếp tục dọn. Rồi, chống được mớ ô nữa rồi, hy vọng lần này mình sẽ mở được lâu lâu xíu anh em ạ. Thiệt, game thiết kế item thì quá trời, mà rương thì nó cho giới hạn cũng hơi quạo. Nói chung nó làm vậy nó cũng mới bán được mấy cái ô hành trang cho anh em thu thêm miếng vàng, ấy quên thêm miếng tiền. Đó, mấy anh em chơi có đủ kiên nhẫn tích rương đến như thế này hồi anh em. Trời, có mấy anh em ngứa tay, tao nói ngứa tay lắm, vỗ mặt thấy cái rương nào trong hành trang cái bụp lên mở liền luôn anh em ạ. Nhiều người họ không có nhịn được anh em, vô thấy cái là ngứa ngứa, kiểu ngứa tay, ngứa mắt gì đó, thấy cái rương ấy. Đôi lúc cái vụ sáng sáng cũng gán nhịn lắm ha, tối thấy cái là kích mở bật cái xong. Nhiều anh em hay vậy lắm luôn á. Vẫn là bị full rương đó rồi anh em ạ, bây giờ mình dọn tiếp tục thôi. Này mà anh em có mấy cái bùa thương hội thu thập đá level 1, level 2 chắc ngon nãy giờ ha, cũng được mớ đồ. Còn 200 mấy cái nữa bà con cô bác ơi. Tiếp tục mở. Mình vừa mới hỏi chủ mặt á, thì cái đá anh trang này anh em không có dùng ngân sức để in, mà anh em kêu mình là dùng vàng để in đi ha. In random hên xui. Ở đây mình có 12 cái đá anh trang thì mình sẽ in thử cho anh em xem cái tỷ lệ như thế nào. Nói chung tỷ lệ nó cũng hên xui lắm anh em ạ. Có khi nó ra được hiếm, có khi nó ra, nói chung là tỷ lệ ra trắc việt thì khá là cao. Wow, mình thấy vẫn còn rương hoàng kim khá là nhiều ở đây. Mở hết 2000 mấy cái rương hoàng kim này, nội dọn hành trang không là cũng đấm đuối nha anh em.
Rồi, bây giờ mình dọn rương một lần nữa ha, rồi mình sẽ bắt đầu mở mấy rương hoàng kim, rồi sau đó chúng ta bắt đầu coi cái tuyệt học trước, rồi mình sẽ chế đồ sau anh em ạ. Bán hết. Ở đây mình thấy có mấy cái bùa chưa giám định nè, mình sẽ giám định ra cho trống rương luôn. Cái này là của cấp tông sư 9, né tránh ở đây không có dùng được nha anh em, mình sẽ bán luôn, không sai. Đây là cái nón tông sư 11, tỷ lệ kháng bạo. Linh hoạt luôn. Đó. Xíu nữa kiếm cái dòng cam cho cái nón nữa là ok rồi. Sinh lực không xài, bán. Né tránh xài nha, né tránh là phải xài nha anh em ơi. Tiếp tục. Rồi, sinh lực cũng trùng dòng, tiếp tục. Vãi nồi trùng dòng nữa anh em ạ. Bán sinh lực. Ở đây mình có mấy cái bùa này nữa, mình tiếp tục mình giám định. Ui. Kháng thủy à. À xin để coi mình còn dòng gì ta. Còn dòng nhanh nhẹn, thể chất, hồi phục sinh lực. Thật ra hồi phục sinh lực này chơi đào hoa thì mình có thể chơi kháng thủy. Mà không biết server anh em nhiều hệ thủy hay không thôi. Có lẽ là không thấy hệ thủy anh em mà có một hai con. Thôi không lấy thắng kháng thủy đâu ha, mình vẫn bán đi, chơi lại các cái dòng mà anh em đã xài. Sao trùng dòng nhiều ta? Ui sinh lực nó ra một lèo luôn kìa. Kháng thủy nữa nè. Tỷ lệ kháng choáng. Đây có được cái thể chất. Vẫn còn thiếu nhanh nhẹn với hiệu suất phục hồi. Rồi bán mấy cái này nữa là trống được cái rương. Mình sẽ tiếp tục mình mở mấy cái rương hoàng kim anh em ạ. Thật ra thì đào hoa, nếu mà anh em chơi đào hoa anh em bỏ hồi phục sinh lực, anh em chơi kháng thủy cũng được. Tại vì đây là đồ bạch kim. Đồ bạch kim thì mình chơi thêm một dòng kháng vào nó sẽ lợi hơn. Rồi, 182 ô, bây giờ mình sẽ tiếp tục mở các cái rương hoàng kim đây. Má ơi, một đống rương anh em ạ. Mở nhanh nha anh em ơi. Rương hoàng kim thì cấp càng cao mở càng lời anh em. Cấp càng cao mở càng lời, nó ra đồ rất là thơm. Ra mảnh trang bị, ra bạc, ra thủy tinh. Lâu lâu thì cũng có đá hồn. Mảnh xích ngự thiên cương ha. Nhiều thứ lắm. Nói chung rương hoàng kim anh em mở là không bao giờ sợ lỗ. Những cái gì có rương hoàng kim, những hoạt động gì có rương hoàng kim hoặc là trong trân bảo có thì anh em cứ việc mua hết nha anh em ơi. Đây là cái rương nó mang rất nhiều những chiến lợi phẩm về cho anh em luôn. Rồi mình thấy trước mắt là full rương anh em ạ. Để mình dọn rương cái nha. Má ơi, chúng ta vẫn còn 2400. Mở hết đống này chắc mình phải dọn rương thêm 20-30 lần nữa anh em ạ. Một trăm chín mươi chín ô rồi, chuẩn bị 200 ô. Anh em có kêu mình mấy cái mảnh kế thừa này là bán hết, chừa lại một số loại kế thừa thôi thì chịu theo ý chủ mặt mình sẽ bán cho anh em nha. Để kiếm mấy ô trống anh em ạ. À. Đa số anh em biết mở là nó sẽ có gì anh em. Đây, mấy cái này là mấy cái tăng ô trong cái hành trang của anh em đây. Những vị khách không mong muốn.
Trời ơi, cấp mình mà ước gì có được số lượng tầm 1k, 2k rương hoàng kim mở cho vui anh em ạ. Wow, nãy giờ mở mới được có 600 cái đó anh em. Vẫn còn 2.000 cái anh em ơi. Anh em cứ việc kiên nhẫn và chờ đợi nha. Anh em nào kiên nhẫn chờ đợi không được cái quá trình mở rương hoàng kim, anh em có thể tua qua chúng ta đến phần đập đồ anh em ơi. Nói chứ mình cũng ngồi đây mình bỏ công mình kích chuột, tôi nói muốn xanh mặt luôn, thì anh em chịu khó xem giúp mình nha, rồi cho mình xin một like với nha anh em, ủng hộ tinh thần thằng em còn tiếp tục ra những cái clip vui vui giải trí. Không, mình thì có rất là nhiều anh em kiểu kiểu như là trưa hoặc là chiều chiều đó ăn cơm cái vừa ăn cơm vừa mở điện thoại lên lướt. Có anh em thì sở thích xem TikTok, còn có anh em thì mở lên YouTube đó, coi mấy cái game, coi đập đồ, coi mình nói nhảm, anh em ăn cơm cũng ngon miệng nữa anh em mà thiệt. Ủa nó lại full nó tao lẹ vậy? Sao nó mau full dã man luôn á trời. Nó cứ ra mấy cái này hoài trời. Luli nè, con ô cũng chiếm tài nguyên. Này gọi là món ăn tinh thần ha anh em. Rồi, chiến tiếp nha anh em ơi. Trời, mới dọn cái rương được mớ đồ nữa. Đẩy đồ lên bày bán anh em ạ. Tiếp tục mở bà con của bác ơi. Vẫn còn 1.800 cái chìa khóa hoàng kim. Làm ơn đừng đầy rương nữa nha. Hy vọng là nó sẽ đủ tới số lượng đó thì nó sẽ không phát sinh ra nữa. Ồ, nãy giờ nó không lên 195 rồi. Bởi vậy anh em mà muốn bung rương thuận lợi á, anh em cố gắng làm sao cho cái hành trang mình nó trống tầm 20 đến 30 ô, thoải mái nhất là 30 ô lên 198 lẻ vậy. Xích ngự thiên cương. 199 luôn rồi anh em ơi. Mở hết mấy rương này mình nghĩ là chắc anh em sẽ có một cái lượng mảnh trang bị để chúng ta bán kiếm đồ kiếm tiền anh em ạ. 199 hồi hộp quá, còn ô nữa full hành trang rồi, đừng phát sinh nữa nha. Sao game này nó không có cái kho anh em ha. Mấy cái game khác mình thấy hành trang nó sẽ có thêm cái kho nữa, cái kho để ta chứa những cái đồ mà không xài đó anh em. Ở đây là có mấy cái như là cái gì, phiếu giảm giá ngoại trang, rồi mấy cái linh ta linh tinh không xài tới cất vô kho cho rồi. Ý, không có sinh đồ nữa nha anh em ơi. Trời ơi, mừng quá. Một 1.250 cái chìa khóa hoàng kim nữa anh em ạ. Ôi full nữa rồi, lại ra cái giống quỷ gì nữa full rồi anh em ơi. Mình sẽ đẩy đồ vô nguyên liệu gia cụ. Ra một đống đây nè. Đồ sách tu vi sơ nó ra cũng cả rừng cả nồi luôn anh em ơi.
Server này là server 666 có tên là gì? Tâm huyết ha. Tên server là Tâm huyết. Phải nổi cái số server luôn. Một trăm chín mươi tám ô và nãy giờ chúng ta chỉ mở được 2,400, 2,500. Rồi nó lại full nữa rồi anh em ơi. Chúng ta được 2.300.000 cống hiến rồi anh em ạ, một số lượng cống hiến cũng khá là nhiều cho anh em rồi ha. Nói chung cống hiến này là dư đập vũ khí rồi, quan trọng là đập vũ khí xong nó ra cái dòng gì nữa anh em, cái đó cũng khá là quan trọng nha, chứ đập vũ khí xong mà nó ra cái dòng củ mì là chết luôn. Cố lên, sắp xong rồi anh em ơi. Mở này chắc mình nghĩ bạc khá là nhiều anh em ạ. 198 ô. Lại là full nữa rồi, bán tiếp tục. Ô, tính ra nãy giờ mở được có một mảnh hộ thần phù anh em ạ. Sao nó keo vậy ta? Phù hiếm được có một mảnh vũ khí, để coi vũ khí giờ vũ khí chắc được nhiều rồi, để kèm kéo lên mình coi cái nha. Vũ khí 5 mảnh nè, áo được 7 mảnh, phụ cái thừa, nhẫn, dây chuyền đó, mấy mảnh đó cho anh em buôn bán đã luôn. Thật ra mấy cái này anh em có rương mình tích lại mình chuyển vàng cũng khá là ngon nha anh em, tại mấy cái này giờ cũng khá là hiếm. À, anh em kêu mình lên quân hàm luôn, từ võ thánh 3 sao lên vô song chúng ta sẽ tốn là 5 cái anh em, 5 cái hoàng đế lệnh. Nó chống được ngô nữa, ngon lành cành me. Vô song liền. Trời ơi, thật ra cấp này thì anh em lên truyền thuyết là thoải mái nha, mình nghĩ cấp này đấu quân hàm truyền thuyết không quá mắc đâu anh em ạ. Rồi, tiếp tục. Cấp tông sư này thì một cái truyền thuyết lệnh mình nghĩ là nó sẽ dao động từ 1 ngân sức đến khoảng 100 năm ngân sức. Nó sẽ dao động trong khoảng đó, anh em đấu thoải mái. Giờ lên truyền thuyết không quá hiếm đâu anh em ơi. Ngày xưa mình lúc mình chơi, mình nhớ khi mình đã ra cái quân hàm truyền thuyết mà giá 3k6 ngân sức một cái anh em, trời lúc đó mình cứ nghĩ cuộc đời này chắc mình sẽ không bao giờ lên được truyền thuyết. Nhưng mà tự nhiên sau đó vẫn lên được, tại vì sau này thương nhân Tây Vực nó sẽ mở mấy cái quân hàm cho anh em, mấy cái lệnh bài truyền thuyết lệnh chỉ giá khởi điểm có 1 ngân sức thôi, thì những ngặt top họ đã lên đủ rồi, họ sẽ không đấu nữa và cái giá nó sẽ giảm đi rất là nhiều anh em ạ. Thậm chí có những lần đấu giá thương nhân Tây Vực của mình giá chỉ có 1 ngân sức cho một cái truyền thuyết lệnh, rất là rẻ. Nhưng mà thường phổ biến sẽ dao động từ 50 đến 100. Đó là với những server mà anh em đã có những ngặt top lên full rồi. Bây giờ họ chỉ đấu cho những ngặt phụ thôi anh em ạ, những ngặt clone phụ thôi. Nên sau này truyền thuyết lệnh anh em lên rất là rẻ. Còn những cái thần dụ lệnh, bát hoang lệnh không biết khi nào nó giảm giá được như vậy. Thậm chí nó giảm tầm 400-500 ngân sức cũng được, chứ mà giờ tầm mấy ca ngân sức thì quá là chua chát anh em ạ. Wow, nãy giờ chúng ta còn một ô trống và mở được rất là nhiều rương hoàng kim luôn.
Ồ, sách tu vi từ có mấy chục cuốn giờ 255 cuốn sách tu vi sơ. Trời, còn trăm mấy cái mà cũng full rương nữa, khổ ghê ông bà con ơi. Rồi ha, để mình cho tụi bồn một phát cuối nữa là mình nghĩ là sẽ đủ rồi đó anh em. Rồi, sắp xong rồi nha anh em ơi. Anh em nãy giờ nào mà ngồi kiên nhẫn xem tới đây là cũng gọi là kiên nhẫn dữ dằn lắm luôn á anh em ạ. À, 35 phút đã trôi qua. Còn dư 4 cái. Có trong ban hội anh em có mua, đây anh em mua sạch luôn rồi. Bây giờ để hình như là mình vẫn còn lên được quân hàm. Đây truyền thuyết lên anh em cũng có đấu sẵn rồi nè, để mình trích kích lên truyền thuyết luôn nha. Hiện tại anh em thấy ông cấp này để lên được từ vô song, lên vô song 2 sao chúng ta chỉ tốn một cái truyền thuyết lệnh thôi anh em ạ. Đó, một cái lên được vô song 2 sao, tiếp tục là từ vô song 2 sao lên vô song 3 sao chúng ta chỉ tốn một cái truyền thuyết lệnh ha, kích cái cũng lên luôn. Rồi, từ vô song 3 sao lên vô song 4 sao cũng chỉ có một cái truyền thuyết lệnh thôi anh em. Đó, kinh cái cũng lên. Và từ vô song 4 sao lên vô song 5 sao chúng ta tốn hai cái truyền thuyết lệnh nha anh em ơi. À, kích cái lên luôn. Rồi, từ vô song 5 sao mà lên truyền thuyết chúng ta sẽ tốn 6 cái truyền thuyết lệnh. Đây là mốc cuối cùng ha. Rồi, như vậy là hạt này cũng đã lên được truyền thuyết rồi và hiện tại vẫn còn dư một cái truyền thiết lệnh. Chắc kênh bang cũng đang hết hồn hết hồn hết hồn. Bang mình có ai tầng lăng tầng hai không đó, tự nhiên quốc cái từ gì võ thánh lên vô song lên truyền thuyết luôn và chắc chắn là anh em sẽ có cái thành tựu và có lì xì anh em ạ. À, đó, thành tựu và để coi lì xì ban hội được nhiêu đây. Trời ơi, lì xì truyền thuyết 8.000, quân hàm vô song 3 sao 5.000, ủ quá trời lì xì luôn nè, đã chưa? Quốc cái tao nói thấy ham anh em ạ. À, ngon lành cành me. Đó, úp lực chiến úp vậy mới đã nha anh em. Trời thiệt á, tích tích lâu lâu lặn quả bùng nổ kinh bang nó bùng cháy luôn anh em à. Bây giờ là mình đã xong rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đó là đập đồ nha anh em ơi, đập đồ. Thì trước khi đập đồ mình sẽ dọn rương một chút xíu nữa, để trống trống thêm vài ô mình làm cho thoải mái nha. Bây giờ mình sẽ đập cây vũ khí trước. Đầu tiên là cây vũ khí. Rồi bây giờ mình sẽ tạm ẩn cái này đi cho nó bớt bớt hiển thị ra. Đó, ok chưa? Vũ khí nè. Vũ khí anh em đang chơi đá ngũ hành gì ta? Có không? Sức mạnh hệ kim. À, hệ thủy nè anh em. Thủy. Hệ thủy, sức mạnh mình đang có một cục thủy. Nón chúng ta đang có dòng gì? Nón thì mình có né tránh cơ bản. Rồi thôi, mình sẽ đẩy cái cục thủy này vô vũ khí luôn nha anh em ơi. Rồi, chế tạo. Rồi, tí giám định sau, giờ mình sẽ chế ra cây hiếm anh em ạ. À, lên cấp này thì anh em chịu khó tích tàn bản đồ cao lại, chúng ta đi đào. Nếu mà anh em chơi dạng cày cuốc á, mình đào tàn bản đồ cao để mình kiếm phôi đá ngũ hành nha anh em. Còn anh em nào có điều kiện hơn thì mình không cần tích tàn bản đồ cao để mình kiếm đá ngũ hành đâu. Rồi, một cam một cái thừa, bây giờ mình sẽ giám định cây cam. Hy vọng xài được má ơi, sinh lực sát thương thuộc tính. Bắt buộc là mình phải đập lại rồi anh em, chứ dòng nó thì hơi củ mì. Sao lại rơi vào chúng hôm nay ra cái dòng sinh lực trời sức mạnh. Rồi coi như là dòng kế thừa này nó bù lại. 549 mà lên 664 là hơn trăm mấy điểm đó anh em ạ. Quá ngon ha. Được hơn trăm mấy điểm sức mạnh. Bây giờ mình sẽ đập lại một cây cam khác.
có kế thừa. Vẫn chưa ra luôn anh em ơi. Hai cái kế thừa luôn rồi. Rồi ra cam rồi. Ở đây mình nhấn mạnh cho anh em một vấn đề có nhiều anh em thắc mắc á, là từ quân hàm vô song nha, lên đến truyền thiết là chúng ta tốn 11 cái truyền thiết lệnh nha anh em. Lúc nãy mình có tăng rồi đó. Này thì cũng có nhiều anh em hay hỏi mình. Rồi bây giờ mình sẽ giám định cam nè. Rồi được xét thương thuộc tính. Ồ, linh hoạt lên luôn. Bỏ qua kháng tất cả, đây không xài. Giờ mình kiếm dòng hút sinh đi anh em ạ, có tỷ lệ hút tính. Bộ kháng tất cả không xài nha anh em, này lên bạch kim thì anh em mới xài. Được tẩy, tấn công, đó. Ủa tấn công đâu? Ý, giờ mày còn xài tỷ lệ bạo kích à. Bỏ nha anh em ơi, mình tầm cấp 150 trở lên là bỏ dòng tỷ lệ bạo kích rồi anh em ạ. Trời ơi, nhờ có dòng tấn công mình mới thấy đó chứ. Hút sinh đi, hút sinh. Trời, tự nhiên ra tỷ lệ bạo kích tím. Tự nhiên còn dòng hút sinh 39%, dòng trắng. Rồi bây giờ mình sẽ giám định cái cây có phôi đá ngũ hành ở đây. Hy vọng là ra hút sinh trong này anh em. Hút sinh thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Ôi tốc đánh anh em ạ. Ôi được hút sinh ở trên nha trời, tưởng nó hút sinh ở dưới này. Tốc đánh 5% thì mình sẽ không xài nha anh em. Nhưng mà sinh lực được 7.500 ngon quá trời nè. Nhưng mà thôi tốc đánh 5% mình không xài, giữ sức mạnh 36 điểm vẫn lợi hơn. Rồi thôi, cục tán của hành này coi như là phế rồi đó, không xài được. Tại vì con đào hoa tốc đánh khá là cao rồi, anh em tốc cộng tốc đánh mình phải lên được mốc nha anh em. Ví dụ như 5 điểm tốc đánh thì đúng là chúng ta lên được mốc mới nè. Nhưng mà con này nó búp lên hỏa phượng, nó bắn rất là ngon. Lấy sức mạnh, lấy đam ngon hơn anh em ạ. Nhưng mình sẽ để cái vũ khí này đây, anh em có muốn xài thì xài. Đó là theo cá nhân của mình thì mình sẽ không xài. Rồi, vũ khí thì mình ok như vậy, quá ổn rồi ha. Bây giờ mình sẽ đập đến cái nón. Nón chắc kiếm tầm 2 cái cam đi anh em ạ, 2 cái cam là đẹp. Nón xong tới chân nguyên, rồi mình sẽ làm mấy cái linh tinh như là môn khách, tuyệt học. Mình sẽ chỉnh sửa lại cho anh em, tại vì anh em đã tin tưởng mình, giao cho mình để mình chỉnh lại. Rồi một cam nha, lấy thêm cây cam nữa. Anh em chơi đến cấp tông sư rồi, anh em cố gắng tích thật nhiều cống hiến để chúng ta chơi càng nhiều dùng cam càng tốt nha anh em. Tại vì lên cấp tông sư nó sẽ cộng chỉ số dùng cam cho anh em rất là nhiều. Cái sự chênh lệch của dùng cam với dùng thường á, nó khá là cao anh em ạ. Hồi nãy cái nón mình giám định mấy cái kế thừa ra rồi cũng khá là khỏe rồi nha anh em. Giờ mình chỉ kiếm dùng cam thôi. Ôi chết cha, dư rồi. Hai cái cam. Thể chất ngon lành luôn ha. Rồi kiếm dòng nhanh nhẹn nữa là ok. Ở đây kháng thủy 300 mấy, thực ra kháng thủy thai hồi phục sinh lực cũng ngon nha anh em. Lắp luôn, khỏi nói nhiều. Linh hoạt. Ôi, linh hoạt phải cho nhanh nhẹn ngon rồi. Nhanh nhẹn là mấy cái kế thừa mình bán là được mớt cống hiến rồi anh em. Đành phải kiếm nhanh nhẹn thôi, lại là thể chất à. Né tránh, tỷ lệ kháng choáng. Ê, trời ơi, ông trời có đức hiếu sinh mà. Cái cuối cùng được thương anh em ạ, được thương. Đây có tăng sao, có cường hóa. Đến coi tăng sao của anh em thế nào rồi nha. Hiện tại chúng ta có vũ khí. Wow, thôi tăng sao này mình để cho anh em làm đi ha. Để coi huyền tinh của anh em có nhiều không cái đã. 4 cái huyền tinh thôi anh em ơi, không quá nhiều.
Như vậy là mình đã đập đồ xong rồi đó anh em. Bây giờ mình sẽ đập tiếp tục chân nguyên. Đây là chân nguyên bậc 15 tông sư. Bây giờ mình sẽ đập chân nguyên bậc 16. Đây chân nguyên bậc 16 tông sư 10. Một lần ngưng tụ 176. Không biết là ngưng tụ ra được cục cam nào không đây. Một kế thừa. Đó, có cam rồi kìa anh em. Tiếp tục ngưng tụ đi. Mình thì lên cấp tông sư mình hay chơi chân nguyên là bán kế thừa, đập kiếm cam. Không biết anh em này chơi sao đây. 19 triệu bạc là mình dám định thoải mái đây anh em ơi. Đây được hai kế thừa. Ở đây mình thấy anh em chơi có cả cam kế thừa quá trời nè. Không biết sao đây. Giờ nói chung tháo cục này ra trước cái. Rồi mình sẽ giám định cục này. Ba la nha, ba la nha anh em ơi, ba la. Má ơi, sát thương tính là tôi thấy không vui rồi. Bán này đập tiếp nha anh em ơi. À, sao lại ra sát thương tính ta? Nhỏ quá anh em. Cầm đi. Kế thừa nữa anh em ạ. Rồi mình sẽ tiếp tục bán cục kế thừa này. Trời sao mà tự nhiên tôi hồi hộp vậy trời. Phát đập cuối cùng luôn nè. Đứng tìm. Và cái quan trọng bây giờ đó chính là giám định. Má ơi, bỏ kháng tất cả, hai cục không xài được cục nào anh em ạ. À. Nhỏ vậy ta. Khá là nhỏ nha anh em. Nếu mà lấy cái xác này thôi á, bán hai cục này, một cục 300. Mình không biết là anh em sẽ chơi kiểu nào đây, lấy cái xác để đẩy qua và chúng ta lên được cái cấp kỹ hay là bán hai cục này anh em. Nếu là mình sẽ bán hai cục này luôn, mình không lấy cái xác đâu. Mà còn không biết anh em chơi thế nào thì mình chưa rõ lắm. Khó gì ta. Đây có tỷ lệ bộ kích cơ bản, né tránh, bộ né tránh kháng tất cả, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất. Thôi mình sẽ lấy cái xác này để cho anh em lên cấp kỹ đi ha. Trang bị nó vô, mình sẽ tẩy những cái dòng này qua. Rồi mình bán cục này là bán nha anh em, bán cục này. Xin bán mình đập tiếp, không biết đâu nó ra anh em ạ. Nhưng mình nghĩ tỷ lệ đó hiếm lắm. Đập được đúng một cái, ô ra cái thừa nè. Rồi lại bán tiếp anh em ơi, trời ơi. Ôi ôi, thêm cục nữa. Trời lại Phật cho con cục này ra dòng con xài được đi nha. Ba la. Hey yo, dòng gì đây? Má tỷ lệ bảo kích rồi, xong luôn cuộc đời. Không, mặt này sao đen vậy anh em? Không đen thiệt, thường thường mình giám định bèo bèo hai cục là đã có một cục xài được rồi anh em ạ. Chua quá anh em ơi, chua quá. Thôi mình sẽ tẩy luyện cái này qua đi. Bỏ dòng cam nha anh em. Mình sẽ lấy cái xác. Tẩy kỹ năng. Mười sáu trên 17. Bây giờ mình sẽ giám định mấy cục trên này để kiếm dòng trước cây đã. Nó trời, nãy giám định ra né tránh cơ bản này là ngon lành rồi. Tự nhiên chơi kỳ quá trời. Bộ né tránh, bộ né tránh luôn nè anh em ạ. Nói chung là mình đã cố gắng hết sức rồi nha anh em. Bỏ kháng tất cả. Nhanh nhẹn. Chục dòng nè, kháng tất cả. Tỷ lệ bạo kích.
kháng tất cả luôn. Trùng dòng nữa rồi anh em ơi. Bỏ qua né tránh điểm. Bỏ qua né tránh điểm luôn. Né tránh. Tỷ lệ kháng bạo kích. Số ngạc này nó nhỏ vậy ta. Tỷ lệ kháng bạo luôn đó trời. Cục cuối cùng đây nè. Rồi trùng dòng luôn, nhanh nhẹn. Bây giờ mình sẽ trang bị cái này vô. Mình tẩy cái này để mình lấy mình nuôi kỹ cái đã. Nói chung là chia buồn cho anh em nha. Ạc này chân nguyên không được may mắn lắm. 3 cục chân nguyên cam mà không xài được anh em ạ. Chắc anh em xem xong cái clip này anh em không dám đưa ạc cho mình làm lần thứ hai đâu anh em. Thề luôn á. Rồi ok, gắn lại cái cục này. Sau đó là mình tăng kỹ năng. Hai mươi mốt ngàn điểm kinh nghiệm này, chỉ cần 19.000 thôi là lên được cấp rồi đó anh em. Check lại có phải không nha. Rồi cấp 17 rồi ha. Bây giờ thì những cái dòng còn lại này mình sẽ tẩy vô trước anh em ơi. Sức mạnh chưa có luôn, trời ơi. Ủa sao đây anh em lại dùng kháng tất cả, bỏ kháng tất cả này ta. Ô mình hơi lấn cấn chỗ này nha. Để coi có thứ nhất là ba dòng cơ bản, nhanh nhẹn, sức mạnh, thể chất, một dòng né tránh, bỏ né tránh, rồi tỷ lệ bạo kích cơ bản. Ô đây anh em lại không chơi bỏ tỷ lệ bạo kích cơ bản à. Mình nghĩ là anh em nên chơi dòng bỏ tỷ lệ bạo kích cơ bản thay cho dòng bỏ bất kháng tất cả nha anh em ơi. Cấp của mình thì vẫn phải chơi mấy dòng kia. Mấy này mình bán để mình kiếm nguyên khí tập tiếp anh em ạ. Hy vọng sẽ có. Đây là bỏ né tránh, tỷ lệ kháng. Để mình dọn luôn mấy cái dòng này cho nó chống cái rương cái ha. Rồi cục này thừa bán luôn. Sáu trăm mấy nguyên khí mình nghĩ chắc là sẽ rất là khó ra cam, nhưng thôi mình sẽ thử vận may cuối cùng xem như thế nào anh em ạ. À. Ồ thiếu mấy ngàn nguyên khí nữa rồi, không được cục kế thừa luôn anh em ơi. Giám định. Chủ nó lại ra sát thuộc tính, giám định. Sát thuộc tính nữa. Ui nãy giờ sát thuộc tính hơi nhiều từ từ cam ra tới giờ. Đây bỏ tỷ lệ kích cơ bản mình tẩy nha anh em. Cái này mình tẩy nha. Anh em sẽ thay cho cái dòng đó là bỏ kháng tất cả. Đào hoa thật ra thì anh em chơi bỏ kháng tất cả là đúng rồi. Nhưng mà ạc này thì hiện tại top cấp á. À top lực chiến thì chỉ là hạng ba mấy thôi nha anh em ơi. Nên mình sẽ chơi cái dòng này thì ạc nó sẽ trâu hơn, khỏe hơn. Bỏ tỷ lệ kích cơ bản. Hai dòng sát thuộc tính. Để mình dọn cái rương cho anh em luôn cái ha. Rồi dòng này anh em cố gắng kiếm hai dòng cam gắn vô xài nha anh em ơi. Bây giờ đã xong rồi. Kinh mạch thì anh em cũng... Ồ mạch ạc này full mạch hả anh em. Ngon vậy. À chưa. Thôi mà thì mình để anh em xung, bây giờ mình sẽ làm cái tuyệt học cho anh em đi ha. Thì anh em có nói mình là cái đá anh trang này á, chúng ta sẽ dùng cái vàng để chúng ta in. Mình sẽ mua 12 cái giấy anh trang. Giấy anh trang thường anh em ạ, 12 cái. Để coi tỷ lệ anh ra hiếm trong 12 cái này nó sẽ như thế nào anh em ạ. Ồ, có hiếm kìa, ngon vậy. Chỗ phát đầu ra tự nhiên ra hiếm là thấy. Đó, chắc việc.
Này mà được 3 4 cái hiếm là ngon anh em. Ôi hiếm nữa kìa, ôi tỷ lệ sao ra cao ta. Ui. Chết việc nữa anh em ơi. Chết việc nữa. Rồi, được 2 cái hiếm nó tạch rồi đó anh em ạ. À. Nói chung là cũng có tỷ lệ ra hiếm, cũng mình thấy cũng ok đó anh em. Mặc dù những phát sale nó ra trắc việc liên tục. Rồi còn 2 cái ra hiếm đi cho người ta vui nhà vui cửa nè. Đó hiếm kìa, cái này hiếm nó đi, hiếm nó đi. Rồi trắc việc như vậy chúng ta được 3 cái hiếm trên 12 cái. Bây giờ mình sẽ giám định mấy cái này luôn, hy vọng sẽ có kỹ cho anh em xài ha. Rồi, tuyệt học. Đây, 3 cái giám định được 1 cái có kỹ đây anh em ạ. À. Mình sẽ cân nhắc để đưa cái này vô. Chón cho dòng cùi bắp quá. Trang bị vô liền. Ồ, kháng hỏa, phản đòn tầm xa. Được. Sinh lực tỷ lệ kháng u sinh lực 2000 mà giám định thêm 1000 nữa quá ngon nha anh em. Vân vân và may may, ở đây là chúng ta có thời gian kháng trì hoãn, thời gian kháng bị thương. Đây là kháng mộc. Cái này là phản đòn cận hồi phục sinh lực. Mình sẽ thay cái kháng mộc. Đây kháng thủy, phản đòn tầm xa, tỷ lệ kháng bạo. Rồi, à, bên này đây đây có kháng thủy nè, thay luôn. Chúng ta được cấp 41 rồi anh em ạ. Vẫn chưa đủ lên được cấp tầng 45. Né tránh kháng mộc, thời gian kháng bị thương, ở đây có kháng kim. Nhưng bên này có thời gian kháng bị thương thì mình cũng sẽ cho vô luôn. Sinh lực né tránh, phản đòn cận chiến. Kháng mộc, kháng tất cả, sát thương thuộc tính. Ồ, kháng kim, kháng thủy ngon vậy. Rồi, gắn cho nó lên full hồng cho nó đẹp nha anh em. Còn một cái sóng nước nè. Sát thương thuộc tính, phản đòn tầm xa. Cái này anh em mình sẽ lấy sát thuộc tính gắn vô, lấy miếng đam cho bà con. Chỗ đây còn mấy mảnh nên anh em kháng thủy nè, kháng bạo. Thời gian kháng bị thương 200 nữa trời. Đây có thời gian kháng tê, kháng bạo. Đây đây, mình sẽ thay mấy cái này vô. Phản đòn cận chiến, né tránh kháng hỏa. Hay thủy giờ nhiều anh em nên mình sẽ ưu tiên ép về kháng thủy nha. Cái này chúng ta có đạp tuyết tầm mai mà này giám định không ra đạp tuyết tầm mai, xui cho anh em rồi. Như vậy là còn cái bộ đạp tuyết tầm mai này là chưa đủ hồng ha. Bây giờ mình sẽ gắn những cái mảnh cam này. Ô, kháng thủy kháng mộc nè, có thêm cái thời gian kháng bị thương 300 luôn, quá ngon anh em ạ. À. Thay cho miếng này đi, miếng này được cộng 50%, nó sẽ lên rất là nhiều chỉ số ở đây. Kháng tất cả, kháng hỏa, kháng tê liệt. Rồi, trang bị vô. Ồ, linh hoạt nhanh nhẹn nè anh em, ở đây là sức mạnh, bỏ né tránh.
linh hoạt thể chất, sức mạnh phản đòn cận chiến, này là gì? Một kháng bị thương. Kháng thuộc tính này là anh em hơi ham quyển đó rồi nha. Mình sẽ lấy nhanh nhẹn linh hoạt, không dùng thể chất. Thể chất kháng tê, thể chất kháng bạo, linh hoạt thể chất. Nhanh nhẹn bỏ né tránh cũng được. Thật ra đây là tỷ lệ thuộc tính cũng được và cái tỷ lệ kháng bị thương cũng được. Nhưng anh em hiện tại hệ kim nhiều, anh em được 675 điểm tỷ lệ kháng bị thương là cũng ngon. Nên thôi mình sẽ tạm giữ cho anh em ở đây. Chúng ta tầng 42, đây là tầng 41, đây là tầng 37, chưa lên được tầng 40 anh em ơi. 45 nè, con này được lên cấp 10. Đây 40 vừa đủ. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3 quyển cấp 9, 1 quyển cấp 10 và 1 quyển cấp 8. Rồi, coi như là tuyệt học, mình sẽ build tạm thời như vậy cho anh em ha. Hạt này lên được khá lực chiến rồi anh em ơi. Mình sẽ xem đi qua cái phần môn khách như thế nào đã. Ở đây mở thêm ô nữa, chúng ta gắn được con Trương Lâm Tâm nữa là ngon. Rồi, hạt này thì còn khá là nhiều ô chúng ta chưa mở anh em ơi. Do đó cũng không có build được nhiều. Rồi, coi như là mình đã hoàn thành cái phần đó là đập đồ, chế đồ cũng như là bung rương cho hạt này, up một số lực chiến cho anh em. Mình sẽ dừng video tại đây nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để theo dõi video này nha. Cảm ơn anh em rất nhiều và nếu như cảm thấy video này nó hữu ích hãy cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.